ra gạo trong 10 giây cuối cùng của hiệp đấu này. Lê Văn Tuấn sẽ trụ được. Chắc chắn hiệp 1 không phải là của võ sĩ đến từ võ đường Phi Ngọc Long. Dường như Trần Minh Nhật không muốn thực hiện một đòn siết nào cả, mà thay vào đó anh muốn kiểm soát đối phương bằng tư thế crucifix và liên tiếp là những cú đấm từ trên xuống. Rất khó đoán. Lê Văn Tuấn và Trần Minh Nhật, hai võ sĩ đã rất quen mặt tại Lion Championship ở hạng cân 60kg dành cho nam, người xếp hạng 3, người xếp hạng 6. Và họ đang cố gắng để có thể hướng tới thêm một chiến thắng nữa tại sự kiện MMA danh giá nhất Việt Nam này. Chúng ta cùng bước vào hiệp đấu đầu tiên trong màn so găng giữa Văn Tuấn và Minh Nhật. Văn Tuấn, võ sĩ góc đài đỏ và Minh Nhật là võ sĩ ở góc đài xanh. Một trận đấu giữa hai gương mặt với lối đánh rất khó đoán và đặc biệt là đều công hiến. Tình huống đá thấp đầu tiên từ Lê Văn Tuấn. Ta có thể thấy lợi thế về thể hình, sải chân và sải tay của Trần Minh Nhật. Rất bất ngờ khi Lê Văn Tuấn là người chủ động cho tình huống áp sát và thích đào đầu tiên. Hai cú thẳng tay sau chính xác để mở ra một tình huống thích đào rất tốt của Văn Tuấn. Anh đang ép được Minh Nhật vào thành lồng rồi. Vị trí sẽ là rất khó cho Trần Minh Nhật. Thêm một đại diện khác của đường liên phòng bước lên sàn đài của Lion Championship LC12 ngày hôm nay. Lê Văn Tuấn đã, khi khép lại mùa giải 2023, anh đã có ý định giải nghệ. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định gắn bó với Lion Championship. Và chúng ta đã cho thấy, được thấy một Lê Văn Tuấn tích cực như thế nào trong một phút đầu tiên của trận đấu với Trần Minh Nhật ngày hôm nay. Minh Nhật cũng rất khôn ngoan với tình huống giữa thành lồng để thoát ra khỏi vị trí bị lấy màu tới từ Lê Văn Tuấn và đứng lên được rồi. Một pha xử lý tuyệt vời của đại diện đến từ võ đường liên phòng. Bây giờ thì Minh Nhật mới là người ép được Lê Văn Tuấn vào thành lồng. Một trong những khả năng nổi bật nhất của Trần Minh Nhật đấy là lối thi đấu sáng tạo và ngẫu hứng. Rất khó để có thể đoán được tay đấm từ võ đường liên phòng sẽ làm gì. Thực tế, chúng ta vẫn còn nhớ cú knock down của Trần Minh Nhật đối với Vũ Lê Văn ở mùa giải 2022. Thực tế với Lê Văn Tuấn thì khả năng đánh nằm của anh cũng còn là một dấu hỏi, cũng chưa phải là một khả năng tốt. Đã có đòn trỏ tới từ Minh Nhật. Tuy nhiên đòn trỏ ở tư thế đứng là được phép đối với các võ sĩ hạng A. Vẫn đang là những tình huống ép Minh Nhật vào thành lồng của Lê Văn Tuấn. Hai võ sĩ thay nhau đổi vị trí. Và lúc này chúng ta vẫn chưa thực sự chứng kiến một cái tên nào tạo ra được ưu thế ở trên sàn đài. Sự giằng co là rất rõ ràng cho đến lúc này khi mà thể lực của cả hai vẫn còn đang sung sức. Ở hai lần ra sân gần nhất tại đấu trường Lion Championship thì cả Văn Tuấn và Minh Nhật đều đã phải nhận những thất bại. Đó là thất bại trước Trần Ngọc Lượng ở LC07 dành cho Minh Nhật. Chính xác, Lê Văn Tuấn đã đánh bại Dương Thanh Hùng ở LC08. Trận đấu trở về tư thế đối mặt. Tình huống đổi tấn khá khó đoán của Trần Minh Nhật. Một tình huống body kick của Lê Văn Tuấn. Những pha ra đòn rất nặng bằng cả tay lẫn chân của Lê Văn Tuấn. Trong khi đó Minh Nhật dù có thể hình tốt hơn và chiều cao tốt hơn, tuy nhiên chúng ta thấy võ sĩ này chưa được thoải mái và tự tin cho những tình huống đánh đứng. Bốc lên rất tốt và bốc cả người đối thủ lên tới từ Trần Minh Nhật. Và bây giờ anh cố gắng để lấy màu khi đã side control được rồi. Những tình huống thách đào chứ danh của Trần Minh Nhật cuối cùng cũng đã xuất hiện. Gối rất khó chịu của Trần Minh Nhật. Lê Văn Tuấn khá khôn ngoan với pha khóa chân của mình, nhưng Minh Nhật như nói cực kỳ khó đoán và vô cùng ngẫu hứng. Anh lập tức có những pha gối vào mạng sườn của đối phương và khiến cho
Lê Văn Tuấn bây giờ không còn duy trì được vị trí thuận lợi mà anh vừa tạo ra nữa. Cần phải lưu ý rằng khi ở dưới mặt sàn, đối với các võ sĩ hạng A thì những đòn đánh trỏ và những đòn chân vào vùng đầu là không được phép. Và như vậy Trần Minh Nhật đã khai thác rất tốt luật thi đấu này. Anh tung những đòn gối vào vùng sườn của đối phương. Và cho đến hiện tại thì có thể nói lượng sát thương mà Trần Minh Nhật tạo ra đã ưu thế hơn hẳn so với Lê Văn Tuấn ở trong hiệp 1 rồi. Chắc chắn tình huống check down đẹp mắt vừa rồi sẽ mang về một điểm số khổng lồ cho Minh Nhật và đang cố gắng để lấy màu. Chưa thể lấy full màu. Chưa thể lên full màu nhưng vị trí này đã là đủ để anh có thể tì nốt cái chân trái của Lê Văn Tuấn và lấy full màu rồi. Còn 13 giây. Rowan Powell bắt đầu là những tình huống ra gạo trong 10 giây cuối cùng của hiệp đấu này. Có vẻ Lê Văn Tuấn sẽ trụ được. Chắc chắn hiệp 1 không phải là của võ sĩ đến từ võ đường Phi Ngọc Long. Quãng nghỉ giữa hai hiệp đã hết rồi và chúng ta cũng bước vào hiệp đấu thứ hai trong màn so găng của hạng A, hạng cân 60kg cho nam giữa Lê Văn Tuấn và Trần Minh Nhật. Năm phút của hiệp 2 bắt đầu. Bóng đá cao từ Lê Văn Tuấn và Trần Minh Nhật đã có thể phản công. Một pha lên chân khá khó hiểu của Minh Nhật khi anh đang ở thế áp sát với đối phương. Đó là một tình huống đá trẻ, phần nào đó khiến cho Văn Tuấn lại bị bất ngờ. Lại tiếp tục một pha đá trẻ nữa tới từ Minh Nhật. Một tình huống Superman, Superman elbow. Minh Nhật vẫn phòng thủ được các pha tấn công bất ngờ của Lê Văn Tuấn. Nhưng có cảm giác như Minh Nhật lại đang xử lý không hợp lý một chút nào trong hiệp 2 này. Anh đang tấn công không hiệu quả và để cho đối phương có rất nhiều cơ hội phản đòn. Văn Tuấn đang chủ động chờ đợi đối phương tấn công để có những pha phản đòn hiệu quả. Vừa rồi là hai cú đấm rất tốt của Văn Tuấn. Ngay lập tức khi vừa chuyển từ Titan Orthodox, chuyển sang Titan Orthodox thì Minh Nhật đã dính một đòn phá trụ từ Lê Văn Tuấn. Và bây giờ là câu trả lời của đại diện từ vận động Liên Phong. Tiếp tục là một pha slam chăng? Không phải là slam nhưng đã kéo được Lê Văn Tuấn xuống sàn rồi. Có vẻ như Lê Văn Tuấn đã thấm mệt rồi. Một cuộc chiến thể lực. Một cuộc chiến giữa hai võ sĩ đang rất quyết tâm và họ thực sự là cân tài cân sức. Anh Đặc Khánh ạ. Tuy nhiên cho đến lúc này thì có thể thấy Trần Minh Nhật vẫn đang xử lý tốt hơn trên mặt sàn, không hề vội vã để lấy được sai control. Trần Minh Nhật cần lưu ý rằng ở tư thế này thì anh không được phép đánh trỏ dưới bất kỳ hình thức nào. Vừa rồi là một vài động tác có lẽ là không rõ ràng nên trọng tài đã không bắt lỗi đối với võ sĩ của võ đường Liên Phong. Tư thế nó sao và chuyển sang sai control. Quá linh hoạt và đang khiến cho Văn Tuấn thực sự tối tăm mặt mũi. Và lúc này ở trên sàn, Minh Nhật đang rất nhanh cho việc đổi tư thế. Dường như Trần Minh Nhật không muốn thực hiện một đòn siết nào cả, mà thay vào đó anh muốn kiểm soát đối phương bằng tư thế crucifix và liên tiếp là những cú đấm từ trên xuống. Rất khó đoán. Và cuối cùng chúng ta đã chứng kiến chiến thắng bằng knock out kỹ thuật tới từ Trần Minh Nhật. Đi cùng với đó là động tác mừng cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ giải trí. Một trận đấu tuyệt vời, Minh Nhật đã khiến cho Lê Văn Tuấn hoàn toàn tối tăm mặt mũi. Không thể đoán trước được võ sĩ của võ đường Liên Phong sẽ làm gì. Và cuối cùng là một loạt những tình huống giã gạo khiến cho trận đấu phải khép lại bằng thắng lợi được bằng kỹ thuật cho Trần Minh Nhật. Có vẻ như Lê Văn Tuấn không đồng ý với quyết định của trọng tài Nguyễn Văn Tuấn. Nhưng khá đáng tiếc là quyết định đó đã được đưa ra. Nhưng đó là quyết định hợp lý thôi, tôi tin là như vậy. Bởi nếu có thêm 5 tới 10 giây nữa thì Văn Tuấn cũng khó lòng thoát ra được. Khi hoàn toàn anh bị quá chặt
hai cánh tay của mình rồi và chỉ còn khuôn mặt để hứng chịu những cú giã gạo liên tiếp của Minh Nhật mà thôi. Một quyết định hợp lý của trọng tài Văn Tuấn để giữ cho Lê Văn Tuấn không bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Theo dõi một cặp thi đấu vô cùng công hiến. Trước khi một lần nữa nhắc lại kết quả, hãy dành cho họ một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, thưa quý vị, chúng ta lại một lần nữa có một chiến thắng knockout kỹ thuật. Và bây giờ, một lần nữa cùng chúc mừng góc đài xanh Trần Minh Nhật.